Quy tắc phát âm chữ X trong tiếng Pháp. X được đọc là cơ sơ trong hai trường hợp sau: X đứng giữa từ taxi, boxer, oxygen. X đứng sau ơ và đứng trước một phụ âm externe, excellent, exposition. X được đọc là g z trong hai trường hợp: X đứng đầu từ, ví dụ xylophone, xenophobia, hoặc X đứng sau ơ và trước một nguyên âm exact, exemple, exister. X được đọc là s trong các từ sau: six, this, soixante. X được phát âm thành z trong các từ phái sinh của de, six và dix: deuxième, sixième, dixième. Khi X đứng cuối từ, chúng ta sẽ không phát âm, tương tự như de, travaux, hibou, beau, prix, choix. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ. Khi X nằm trong nhóm AX, EX, ENX, YNX, OX, X sẽ được đọc thành GUS. MAX, SILEX, Sphinx, Lynx, Box và một số ngoại lệ khác, X đứng cuối từ vẫn được phát âm thành k. Phoenix, Onyx. Một số lưu ý đối với trường hợp nói âm. Khi nói âm X với một nguyên âm hoặc hát câm, X sẽ được đọc thành Z. Un faux ami, deux heures, dix ans. Nếu từ theo sau X bắt đầu bằng phụ âm hoặc hát bật hơi, X sẽ không được phát âm. Six jours,